Cây đó thì không ấy đi, mà cây này bị cây bệnh. Nó không bệnh hết đi, cây này nó bệnh rồi. Mà dễ trời lò dập dưới này nó cúng cúng trở lại rồi. Bệnh là toàn thân luôn. Đâu? Ừ. Đâu dập chỗ nào đâu? Bữa bằng cỏ thấy hả? Ừ. Túa rễ tao đây. Dở rồi ngay nè, rễ tao nói trời ơi. Bò rễ lại nè nè, thấy không? Đâu. Nè. Đó. Đó, bò gạt nè. Dạ. Đó, nè. Dạ. Nè. Bò ghế mới lại. Quá hay. Phúng 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 ra đây nè. Mà nó thấy nó được rồi. Ừ. Phúng ghế ra lại đầu nữa nè. Hấp tiếp. Nó phải ra rễ gì nó mới nó phục hồi lại được chứ. À. Đang chảy rồi. Đó là rễ của cây này nha bà con. Hồi trước trời ơi, mục hồi trước mục chứ không còn riu. Đào xuống gạo gạo ha. Giờ đâu dám xốp nữa đâu. Xốp nữa đụng rễ mới á. Dạ. Nè. Đó, mưa ông gà nó lòi bộ rễ mới ra nè. Dạ. Tứ ra nè, thấy không? Nó trắng phiếu luôn. Đó. Em thấy nó lòi lên quá ha. Ừ. Đi lại á, đi rễ mới lại à. Dạ. Đó, tứ nó thêm một cử Aliphos nữa đó. Dạ. Aliphos nữa ha. Ừ. À. Ở dưới gốc nó, trước lúc mà anh xịt tứ thuốc bệnh Messi. Dạ. Tứ trước. Như là mát gỡ lại liền thấy không? Hết biết lá. Rồi kính chào quý bà con. Thì bữa nay ghé thăm cái vườn của ông anh thì ở dưới Xuân Hòa, Sóc Trăng ha. Thì cái vườn này là mình nhận phục hồi cho ảnh. Thì thật ra thì lúc mới đầu gặp thì cũng không có quay dữ liệu. Tính thì tại cũng phục hồi nhiều vườn quá rồi cũng không phải vườn nào cũng quay. Nên là làm biến, mưa gió làm biến. Nhưng mà thật sự là ảnh kêu nó thôi quay cái vườn ảnh đi xem nó phục cho bà con xem nó phục hồi quá quá đẹp. Hả anh? Quá ok. Quá ok. Thì mình cũng muốn quay một số dữ liệu về cái phục hồi cái vườn cây sầu riêng ha. Đặc biệt là cái vườn này là cây có cây thì cũng mười mấy năm rồi. Thì nó cũng lão hết rồi. Cái sự phục hồi lại nó cũng chậm. Nhưng mà cái vườn này phục hồi thì cũng ok. Chứ không phải là vườn tơ ha. Vườn tơ thì mình không có nói. Đó. Thì anh cho em hỏi là anh nói lại sơ sơ cái quy trình phục hồi anh. Giờ nói chung cũng qua thời điểm phục hồi bà con coi chơi thôi. Chứ còn bây giờ người ta chuẩn bị làm trái nhiều. Rồi mới đầu là anh phục hồi lại mới đầu vô là anh làm gì anh? Thì cắt trái xong thì anh xúc đất. Xúc đất. Xúc đi mình đi nha, mình về đi. Xúc đất lên rồi dạ. Anh gãi tiếng trùng. Dạ. Anh gãi má lô ghét. À, má lô ghét như mình khuyến cáo ha. Thường thì mình tiếng trùng mình sẽ cho xài những cái loại nào mà nó có thương hiệu như vậy thôi. Chứ còn không có xài mà cái loại mà nó không có tên tuổi ha. Rồi nói tiếp đi anh. Rồi xong đó là anh gãi má lưu biết xong rồi cỡ khoảng 5 ngày với 1 tuần sau là anh xịt thằng mà Aliphos của Pháp đó rồi rửa vườn dưới xịt dưới gốc luôn. Dạ. Như có nấm bệnh không anh? Có như cộng với thằng Anamin. Dalanin. Dalanin. Dạ dạ. À. Rồi, sau đó thì nếu mà đi đọt thì xịt bịch mà amino kéo đọt của Pháp. Của Pháp hả? Hay là chai phóng đọt của Ý? Chai phóng đọt của Ý. À, nói chung là anh xài cái bộ toàn là châu Âu không ha. Pháp Ý gì từ lưa hết. Đó. Thì rồi anh có tưới dưới gốc là anh tưới gì à? Anh tưới thằng phun quýt với thằng mà vitamin. Dạ. Anh tưới được 2 cử. Dạ. Là rồi đó, từ hôm đó giờ anh không có gãy phân gì đó, cây giờ bữa nay quá trời êm luôn. Dạ.
Đó thì cái quy trình phục hồi cái vườn này cũng không có gì xa lạ, thì có nhiều đó thôi. Thì mình có thể tóm gọn lại cái ý của anh là như thế này. Thì trước tiên mình xuống mình gặp vườn ảnh á, thì cái khá là si ha. Thế sao anh lúc thu hoạch xong anh thấy cây anh sao? Cây dòm muốn khóc luôn. Muốn khóc, rất là si ha. Mình xác định rồi, thôi cái này là phải làm đúng quy trình. Tức là thứ nhất là phải xốp mô ha, xong tưới tiếng trùng nấm bệnh. Tiếng trùng thì mình xài Map Lugit ha, của Map Pacific đó. Thì anh kêu mình kêu anh mua tại chỗ đây, chứ mình cũng không có bán. Cái thứ hai nữa là mình cho anh tưới cái Arifort cộng với Dalanin. Thì Arifort thì mọi người biết đó, nó là lân kali 2 chiều ha. Và Dalanin là thuộc dạng nấm bệnh, thì nó sẽ quản lý nấm bệnh cả cây luôn. Tức là nó lưu dẫn 2 chiều mà có nấm bệnh, thuốc nấm bệnh nữa thì nó sẽ diệt trừ cái nấm bệnh toàn cây và cho anh tưới dưới gốc luôn. Sau đó thì khi mà nào mà nó hơi lú lú đọt, mình cho anh tưới vitamin với phun quýt 2 lần ha. Thì khi mà nó ra đọt mạnh, bắt đầu cho mình cho xịt kéo đọt bằng cái thằng phóng đọt của Đại Lâm ha, nguyên liệu nhập của Ý, cộng với thằng hữu cơ của Pháp ha. Rồi thay phiên nhau, ví dụ như hữu amino của Pháp cộng với amino Thổ Nhĩ Kỳ đó, mình thay phiên những cái loại thuốc của Đại Lâm vậy thôi. Thì sau cái này mấy cây rồi anh? Này mới con cây à. Sau một cây thì cái cây ảnh lá rất là xanh dày ha. Đó, thì mình chia sẻ cái kết quả để cho bà con tham khảo ha. Còn dưới gốc là kỳ rồi mình có cho anh tưới ngừa nấm bệnh cái thằng Messi rồi. Messi là anh có tưới Messi rồi ha. Thì cái đó sẽ ngừa nấm bệnh rồi ngừa trái lá luôn cho cái cây của mình. Đó. Và ảnh tính là sau khoảng một cây nữa ha, già lại. Tức là cái này chuẩn bị ra cây mới nè, già lại xong rồi ra cây sau là ảnh tiếp tục ảnh làm trái tiếp ha. Đó, cái vườn ảnh phục hồi không ngờ là chỉ sau sau có tháng mấy à, là có thể là ảnh đã suy nghĩ là được tới chuyện làm trái tiếp rồi đó. Chứ hồi trước gặp là ảnh nghĩ không có nghĩ là anh sẽ làm trái sớm vậy đâu. Đó, tại vì ăn xong rồi nó tơi tả quá. Đó, quay vòng cho bà con xem ha. Đây là những anh nói te tu luôn đó. Giờ là mắt lạnh luôn. Cũng có nhiều bà con đi ngang hỏi xài gì mà tốt quá mà anh cũng không dám chỉ nữa. Tại anh sợ là nhiều khi phun xịt thuốc dưỡng ok rồi, nhưng mà thuốc gầy bà con tiết kiệm cái nó cũng làm mất đi cái hiệu quả của mình. Đó, nhấn mạnh với bà con là xài, tuy là xài thuốc dưỡng, ảnh xài thuốc dưỡng thì của Đại Lâm ha, nhưng mà thuốc sâu đầy á thì anh cũng xài những cái loại rất là tốt ha, để làm sao mà quản lý được cái gầy thì cái thuốc dưỡng nó mới có ý nghĩa nha bà con, chứ không phải là mình đề cao cái thuốc dưỡng quá mà cái đầu mình bỏ bê cái thuốc này, mình không có phun xịt qua mình phun lớt lớt là nó cũng không có hiệu quả nha. Mình quản lý là quản lý tổng hợp, chứ mình không có thần tượng quá cái một cái sản phẩm nào hết. Thì vậy cây mình nó mới phát triển toàn diện được ha. Đó. Và còn thấy cái cây lá mới này rất là xanh ha. Đó. Rồi, vậy thôi thì lá về cả gan. Lá cả. Đó. Ảnh rất là vui ha, kêu quay đi. Để có gì mới mốt cái ai hỏi cái anh chỉ cái clip này. Rồi cái là ảnh khỏi mất công anh giới thiệu nữa, anh giới thiệu riết là mệt quá. Phải không anh? Bắt tivi lên là thấy phải không? Đó. Rồi kính chào bà con ha. Những cái loại thuốc đó mình sẽ để trên màn hình cho bà con xem để tiện theo dõi ha. Tại vì nói chung là nói lớt lớt qua thì tên tiếng Anh, tiếng U thì cũng khó mà nắm bắt được. Đó. Để làm sao cho bà con thuận tiện theo dõi nhất có thể ha. Còn riêng cái vườn của ông anh này, để không đi đi ra đây qua đây luôn đi anh. Bên kia mới một cây mới thấy khác ha. Cái đoạn giữa đó là nó dữ lắm đó. Dạ. Đoạn giữa đó là nó do cái đoạn bên đây nó bị mất tay mất chân hết rồi. Cho nên là mình nhìn thấy cành bơi không à. Ở bên kia kìa. Đó, bà con thấy nó phục hồi lại mới ghê. Này toàn bộ là cây mới không đó ha. Cây này cây mới không đó. Như cái cây này nè, lúc mới gặp anh cũng hỏi làm sao mà xanh nó túm túm hoài nó không xè, bây giờ nó xè nè anh. Là nó phóng một khúc đọt luôn á. À. Phun rồi tưới xong là nó phóng một khúc đọt luôn. Đó. Đây nè. Cây này nó dữ lắm bèo luôn. Cây nào? Cây đây. Cây này dữ lắm bèo luôn ha. Ăn trái năm nào cũng nó bèo. Hôm nay là
đẹp trai rồi. Dữ lắm rồi đó. À, nhìn đẹp trai lại rồi. Mấy anh em nó nói là cái cây này là thấy rõ nhất ha. Mấy anh em bẻ trái năm nào cũng thấy cái cây này nó để ý nó, sao mà nó tệ quá rồi. Đây năm nay anh Tứ vô thuốc của Đại Lâm vô hai cử lên lại quá tài luôn. Rồi xịt phun xịt ở trên. Dạ. Đó, anh đang xong thì cũng có một số cây bị xì mũ ha bà con. Nói chung là xì mũ mấy năm trước luôn. Xì à, dạ. Dạ hết bệnh luôn rồi. Dạ. Mình có kêu ảnh gãy làm một thứ nữa mà ảnh chưa thể làm được đó, gãy lân nung chảy ha, để nâng cái pH cũng như là cung cấp mấy cái chung vi lượng cho đất. Nhưng mà ảnh chưa mua được ha. Thì nếu sắp tới mà ảnh mua được ảnh gãy cái nữa thì cây nó còn xanh dữ nữa ha. Nâng cái pH thì cái này nó dễ hấp thu cái dinh dưỡng hơn nữa. Rồi, đoạn clip đến đây thôi ha. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi ha. Chào tạm biệt.